Hello, xin chào các bạn nha. Điện tử Hải Tâm hotline 0942262345. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang cái đồng hồ treo tường. Rất là nhiều các bạn đang hỏi đến dòng mẫu sản phẩm này. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn đây. Đây, mẫu của bên mình là mẫu treo tường mới nhất. Đó, có thể kết nối từ xa sang qua điện thoại, có thể quay được cả ngày cả đêm. Chất lượng hình ảnh là full 4K nhé. Đây, hộp sản phẩm sẽ như này. Nhiều khi là các bạn đặt hàng mình gửi thì mình sẽ bỏ cái hộp này đi nhé. Tại vì mình sẽ phải chèn xốp, chèn phao vào, không nó vỡ mất cái mặt kính. Nên cái hộp này nó không quan trọng. Cái hộp thì mình thường thường mình bỏ đi, mình sẽ chèn chống sốc ước vào cho dễ. Nhiều bạn nhận hàng bảo ôi cái hộp không giống, ôi không có cái hộp. Để cái hộp đấy mà gửi thì khi gửi nó vỡ hết cái mặt kính này. Đây là cái chống sốc thì khi gửi nó vỡ hết cái mặt kính của đồng hồ. Đấy thì mình phải bọc chống sốc, bọc các kiểu, bọc theo cái kiểu của mình thì nó mới gửi đi an toàn được. Còn theo hộp đồng hồ mà gửi đi thì vỡ hết đây. Đấy các bạn, mắt cam sẽ là ở số 6 này và ở hai bên này sẽ là bốn cái con mắt hồng ngoại giúp các bạn quay được ngày cả đêm nhé. Và nó sẽ kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, nhưng bạn yên tâm. Khi bạn mua hàng nhé, khi bạn mua hàng thì bên mình sẽ tặng kèm các bạn một tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt như này để các bạn sử dụng. Đó, này, khi bạn mua hàng thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết như này để các bạn kết nối. Rồi. Đó, đồng hồ thì như bình thường luôn. Nếu mà các bạn nắp pin vào nhé, đây các bạn nắp pin vào bộ máy của đồng hồ thì đồng hồ sẽ chạy như bình thường, chạy kim như bình thường luôn. Tất cả chạy kim như bình thường hết nhé. Đây là mình chưa lắp pin vào máy. Còn bộ phận camera của nó thì sẽ nằm ở đây. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đó, đây, đây chính là bộ phận camera. Thứ nhất là nút reset nằm ở đây này, nút tắt bật này, chân sạc này và khe cắm thẻ nhớ đây. Đấy, các bạn nào mà muốn lưu giữ lại dữ liệu các bạn lắp thẻ nhớ vào nhé. Bây giờ mình sẽ bật đồng hồ lên này. Đấy, bật đồng hồ lên thì sẽ khe này nó sẽ sáng cái đèn đỏ chưa? Thì là đồng hồ đang hoạt động. Đây là đồng hồ đang hoạt động các bạn nhé. Thì các bạn nào mà muốn tham khảo hay là muốn quan tâm đến cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ mà quay được cả ngày cả đêm như này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại Zalo 0942262345. Hoặc các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn đây thì có thể qua trực tiếp một trong hai cơ sở trên cái thẻ bảo hành này của bên mình để xem hàng, thử hàng cũng như là mua hàng trực tiếp tại cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Ngoài ra tất cả những bạn nào ở xa mà không có thời gian đi lại hoặc là không có điều kiện đi lại nhé thì các bạn cứ đặt hàng qua Zalo, các bạn nhắn địa chỉ cũng như là số điện thoại nhận hàng cho mình thôi là được. Mình sẽ gửi hàng về cho các bạn và tất cả hàng của bên mình gửi đi thì đều có nhân viên test rất là kỹ trước khi gửi cũng như là trước khi các bạn nhận hàng nhé. Các bạn có quyền bóc hàng ra kiểm tra và test thử chất lượng hàng đúng 100% như những gì mình giới thiệu, những gì mình nói thì các bạn mới phải thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. Các bạn yên tâm sử dụng thoải mái luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng. Để sử dụng được cái camera ngụy trang đồng hồ thì thứ nhất mình phải tải cái ứng dụng về. Đây các bạn tải cho mình cái ứng dụng Lookcam này. Zoom to lên các bạn xem. Ứng dụng Lookcam biểu tượng như trên màn hình nhé. Đó, ứng dụng Lookcam thì nó phù hợp cho tất cả các loại điện thoại smartphone Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, nói chung là sử dụng tải được hết nhé. Khi mình đã tải được cái ứng dụng về rồi và cái đồng hồ mình cũng đã được bật lên rồi nhé. Bước đầu tiên thì mình sẽ vào phần cài đặt điện thoại này. Bước đầu tiên để cài đặt được mình vào cài đặt điện thoại này. Sau đó vào phần Wi-Fi. Đấy. Khi các bạn vào phần Wi-Fi thì các bạn đợi một lúc thì nó sẽ cái đồng hồ nó sẽ hiển thị ra cái wifi của cái đồng hồ phát ra nhé. Đấy, mình xem nó còn pin hay không nào. Các bạn đợi một chút. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra wifi của cái đồng hồ phát ra. Rồi. Vẫn còn pin thì mình đợi một chút. Còn trong trường hợp mà nó không phát ra wifi thì mình reset nó đi. Reset thì ở đằng sau nó có cái nút reset của đồng chỉ các bạn, nó nằm đầu tiên đấy. Các bạn reset nó đi khoảng dí liền vào, bao giờ nó cho nó tắt cái đèn xanh đỏ đấy đi thì các bạn bỏ thấy ra là được. Ok, đây nó đã phát ra một cái mã wifi như này nhé các bạn nhé. Đó, có chữ F ở đầu tiên và có 6 số 5 chữ không có mật khẩu thì đây chính là wifi của cái đồng hồ này nó phát ra.
để mình liên kết điện thoại của mình với đồng hồ thì mình chọn ấn chọn kết nối thôi. Đó. Mình ấn chọn kết nối nhé. Rồi, nó đã báo kết nối thành công như này rồi thì mình thoát ra màn hình chính nhé. Các bạn truy cập vào cái ứng dụng Lookcam mà mình đã vừa tải. Đó. Rồi, tiếp theo nó sẽ hiển thị như này. Các bạn chọn cancel cho mình nhé, không chọn ok, chọn cancel. Ở đây nó sẽ hiện device online. Ấn vào và chọn cancel tiếp thì là sẽ là đang quay đây. Đang quay rồi đây. Đấy. Mình sẽ xoay ngang màn hình điện thoại cho các bạn cùng xem. Đó, đây. Chất lượng hình ảnh của cái đồng hồ đây. Các bạn nhìn thấy ok chưa? Đó. Đây, chất lượng hình ảnh của đồng hồ đây, tay mình đây. Quay rất là ok luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ hiển thị giờ, ngày tháng, năm. Và ở đây các bạn có thể chọn độ phân giải từ 1080 đến 4K này. Ok, chất lượng quá là chất lượng luôn. Đây có thể zoom lên. Đó, quay đồng hồ này, xoay đồng hồ này. Đấy, xoay đồng hồ này. Góc quay cũng khá là rộng. Chất lượng hình ảnh đây là quá nét rồi nhá. Đây là mình xoay chữ thôi, còn nếu mà các bạn xoay người thì cực kỳ rõ luôn. Ví dụ như con kỳ lân này. Các bạn xoay này, rõ một một luôn. Xoay chữ thì nó sẽ chất lượng là kém hơn là mình xoay người. Còn cái đồng hồ này chủ yếu là các bạn giám sát là người giúp việc hoặc là nhân viên công nhân, người nhà, con cái thì bạn có thể sử dụng cái đồng hồ treo tường này rất là tiện. Đó, nó sử dụng pin. Pin mỗi lần các bạn sạc thì sẽ được khoảng 15 tiếng. Các bạn cũng có thể ghim điện trực tiếp để nó quay 24/24 các bạn nhé. Ở đây thì các bạn muốn nghe tiếng thì cũng có thể nghe được tiếng luôn nhé. Các bạn ấn vào đây, thu được cả hình cả tiếng. Đấy. Hoặc là các bạn có thể ghi âm này, chụp ảnh này, quay phim lưu vào bộ nhớ của điện thoại này. Đấy. Ở đây thì thay đổi độ phân giải rồi. Đấy. Hình ảnh rất là ok nhá, không hề bị đơ, không hề bị giật một chút nào luôn. Đó, không hề bị đơ, không hề bị giật một chút nào luôn, quay rất là nét. Đó. Rồi. Quay ra hướng dẫn các bạn thêm. Đó. Chất lượng. À đâu, nó còn một cái nữa quên mất trường dẫn các bạn. Đó chính là bật cái chế độ quay đêm. Nó cái cam này thì nó không như cái cam A25 là nó tự động bật quay đêm hay là quay ngày. Mà các bạn khi các bạn quay đêm thì các bạn phải bật lên nhé. Đây. Muốn quay đêm thì các bạn phải ấn vào cái bóng đèn thứ hai này. Đấy. Thì nó sẽ về hình ảnh đen trắng. Đây. Khi quay đêm thì nó sẽ về hình ảnh đen trắng nhá. Như này. Đấy, nhưng mà mình phải bật chế độ quay đêm lên thì nó mới quay được. Còn không thì nó cũng không quay được. Tắt đi thì nó về hình ảnh có màu này. Đấy, tắt đi thì nó về có màu. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để kết nối xem từ xa qua điện thoại. Ví dụ các bạn bật cái đồng hồ này ở nhà nhưng mà ở đâu mình cũng có thể bật điện thoại lên xem nhá. Đấy thì mình ấn vào pin sạc cài đặt này. Đấy, chọn vào device setting. Tiếp theo các bạn nhìn thấy dòng wifi setting này. Đó, thì khi các bạn vào wifi setting này thì nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều cái tên wifi. Đây là những cái tên wifi ở cái vị trí xung quanh cái vị trí nơi các bạn đặt cái đồng hồ. Thì các bạn xem cái wifi nào mà sóng khỏe nhất mà các bạn biết mật khẩu thì các bạn chọn vào và nhập mật khẩu nhé. Ví dụ cái wifi này sóng khỏe nhất mà mình biết mật khẩu này thì mình nhập mật khẩu cái wifi này vào. Sau đó chọn ok. Đấy, rồi các bạn thoát cái ứng dụng Lookcam ra, đợi khoảng 2 đến 3 phút là mình truy cập lại cái ứng dụng Lookcam thì mình sẽ xem kết nối được, xem từ xa online như này. Đấy, thì khi các bạn kết nối như thế xong là các bạn đi đâu, điện thoại các bạn chỉ cần có 3G, 4G hoặc là wifi ở bất kỳ đâu là các bạn cũng có thể bật điện thoại lên xem từ xa không giới hạn khoảng cách luôn. Đấy, thì rất là nhiều các bạn đang không biết cài đặt ở các bạn đấy thì rất là dễ thôi. Đó thì đấy là toàn bộ những cái cách cài đặt, cách sử dụng cũng như là mình đã test cho các bạn xem chất lượng hình ảnh âm thanh của chiếc camera ngụy trang đồng hồ treo tường, cái mẫu mới nhất có thể quay ngày quay đêm và xem từ xa của điện thoại này. Thì các bạn nào xem hết clip mà có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn cũng có thể điện thoại hoặc Zalo cho mình 0942262345 thì mình có thể tư vấn kỹ hơn, sâu hơn về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ treo tường này cho các bạn hiểu rõ hơn nhé các bạn nhé. Đó,
Hoặc là các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì các bạn cứ qua trực tiếp một trong hai cơ sở của bên mình để xem hàng cũng như là tham khảo các mặt hàng bên mình tại trực tiếp cửa hàng bên mình. Đấy, và sản phẩm bên mình thì được nhận gửi hàng trên toàn quốc luôn. Tất cả sản phẩm trước khi gửi thì đều có nhân viên kỹ thuật lắp đặt kiểm tra test hàng ok thì mình mới cho gửi. Đó, và khi các bạn nhận hàng thì các bạn đều được quyền bóc hàng ra kiểm tra và test thử hàng trước khi các bạn thanh toán tiền. Hàng đúng 100% như quảng cáo, chất lượng như quảng cáo, hình ảnh mẫu mã như giới thiệu thì các bạn mới thanh toán tiền. Còn nếu mà không giống như quảng cáo, không giống như mình giới thiệu ở clip này, các bạn trả lại hàng, không mất 1.000 phí nào luôn các bạn nhé. Sản phẩm của bên mình thì sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm bất kỳ lỗi gì do nhà sản xuất thì mình sẽ đều đổi mới hết cho các bạn. Còn những cái lỗi do người dùng thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn sửa chữa miễn phí trong vòng 1 năm các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.